Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Exotic AC. Thời gian vừa rồi thì mình cũng khá là bận công việc chính, mình đi lại khá là nhiều cho nên là mình cũng ít làm video để phục vụ anh em được. Như anh em cũng nhìn thấy, hiện tại mình đang mặc một bộ đồ công sở tại vì mình đang ở công ty và mình chỉ tranh thủ một ít thời gian mình đi ra ngoài và mình quay cái video này. Video này mình quay để làm gì? Đầu tiên mình quay để cảm ơn anh em. Cảm ơn anh em theo dõi video mình, cảm ơn anh em đã đăng ký kênh, những anh em đầu tiên đăng ký kênh. Tuy nó không phải là một thứ gì đó quá lớn lao, 100 subscribe đầu tiên không phải là một cái gì đấy quá đáng kể so với cả các YouTuber khác. Nhưng với mình nó có một cái ý nghĩa, đó là những anh em đầu tiên khi đã đăng ký kênh mình, đã ủng hộ mình thì đó là nguồn động lực khiến cho mình có thể ra những cái video tiếp theo. Còn nếu mà không có những anh em đầu tiên này thì mình chắc là mình cũng sẽ không có đủ tự tin hay là động lực để mình làm thêm những cái video khác. Như mình đã hứa ở trong một cái event trước, vừa rồi thì mình có làm một cái event để tặng nhện cho anh em và mình đã trao giải đấy đến cho bạn may mắn lần trước. Còn lần này thì mình cũng đã hứa từ lần trước là mình sẽ làm một cái event để chào mừng một cái fanpage mới mình mới lập và chào mừng 100 subscribe đầu tiên trên YouTube. Mình cũng nói rồi, đây không phải là một thứ gì đó quá lớn lao nhưng mà là nó cực kỳ có ý nghĩa với mình và mình một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu chi tiết món quà lần này của event. Đây chính là phần quà mà mình đã chuẩn bị cho anh em trong cái event lần này. Đầu tiên bắt đầu từ con to nhất. Đây là con curly hair dài 5cm. Bọn này thì như mình đã nói, nó không phải là cái dòng gì đấy quá có giá trị về mặt kinh tế cho lắm, nhưng mà nó là phần quà. Nó chỉ có 100 like, 100 subscribe đầu tiên đã làm cái phần quà như này thì anh em cũng biết được là sau này những cái phần quà sau thì anh em càng ủng hộ mình nhiều hơn thì như mình đã hứa thì những phần quà sau nó sẽ có giá trị hơn những phần quà đầu tiên này. Đó, đây là con curly hair của chúng ta. Con này thì nó chắc là khoảng tầm một vài hôm nữa nó sẽ mót. Chưa cần đến ngày móc lắm đâu, nhưng mà nó cũng đã có những cái biểu hiện của việc là sắp móc rồi. Đây là con curly hair, lông bắt đầu rụng gần rồi và người bắt đầu cũng sạm lại. Đó, con curly hair khoảng tầm 6cm, đó là con đầu tiên. Thứ hai là con red rum. Ram này thì nó hơi bé, mình phải tìm xem nó ở đâu đã. Hình như nó sẽ ở đây. Đây là mình đã nhìn thấy. Lên đi con, đúng rồi. Đó, con này thì nó hơi bị bé một chút. Đó, đây là con thứ hai. Đây là con thứ hai trong số những cái con mà mình dùng để làm giveaway cho anh em. Còn Red Rum size slim tầm hơn 1cm một chút. Đó, hai con. Con thứ ba đó là một con nhện Việt Nam Mendula tầm 2cm hơn một chút. Nó cũng mốc một chút đây rồi, lát mình sẽ bỏ ra sau. Mình cho anh em xem đã, nó đang ở dưới này. Đó, mình sẽ cố xem mình có bỏ nó ra được cho anh em xem không. Đó, nó đang bỏ ra rồi. Ui,
công nghệ Việt Nam. Đó là con thứ ba. Con thứ tư trong số phần quà mà mình dành cho anh em đó là con OBT này, 2 cm. Anh em đừng hỏi những cái chữ đen bên dưới này nha. Những chữ này là những hộp cũ mà mình dùng để được những con nhện cũ của mình. Mình dùng những con này. Đây là một con gì nhỉ? OBT à? Đúng rồi, đây con OBT. Bình thường thì mình sẽ không phá cái hang của nó ra làm gì cả. Nhưng thì hôm nay mình muốn cho anh em xem. Đó, đây là con OBT của chúng ta. Cái này thì nó cũng gần mót rồi. Để đảm bảo cho anh em những con nhện này nó không bị làm sao. Thật ra là khi mà ship có vấn đề thì mình sẽ luôn bảo hành cho anh em, kể cả là phần quà giveaway đi chăng nữa. Mình đã hứa tặng anh em, không thể tặng con nhện chết được. Cho nên là kể cả việc mà trong quá trình vận chuyển những phần quà của mình có bị có vấn đề gì nữa thì mình cũng sẽ tặng lại cho anh em con khác. Tuy nhiên thì mình không tiếc tiền để tặng lại cho anh em, nhưng mà mình là một người chơi nhện thì mình cũng rất tiếc những con nhện nếu mà nó bị sao đấy. Đây là con hùng bạch mã. Còn tiếp theo, bọn này thì chủ yếu những cái con nhện mình tặng này nó hay đào hang này. Mỗi lần này mình sẽ bỏ qua cho anh em xem. Ở đây có con sâu nó vẫn chưa ăn này. À đây đây, nó đang ở đây này. Đó, anh em có thể nhìn thêm chút để thấy ra ra con cho mọi người xem. Đó, đây là con hùng bạch mã của chúng ta, dài khoảng 2 cm. Bọn này thì chắc là cũng một thời gian ngắn nó sẽ mót thôi. Còn nếu mà trong trường hợp mà nó mót thì mình xin phép anh em là mình sẽ delay lại cái lịch gửi quà cho anh em một thời gian để cho chúng nó mót xong thì mình mới gửi. Như thế sẽ đảm bảo cái sự an toàn cho bọn nhện này hơn. Lát mình sẽ xịt ẩm và đắp cái con sâu ra để tránh cái trường hợp là trong lúc nhện mót thì con sâu nó sẽ tấn công lại nhện. Và đây là con cuối cùng trong danh sách món quà của mình, một giveaway này, đó là con Gronriti. Con này thì mình khá thích cái cách đào hang của nó. Anh em nhìn trên này nó đào khá là nhiều hang, khá là nhiều cửa hang để nó có thể trốn thoát. Và anh em nhìn là phía dưới này, đó, nhìn phía dưới nó đào rất là nhiều mùn lên, phía dưới hầu như không còn mùn luôn. Cái hang rất là rộng. Ở đây mình đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Đó, ở đây này. Mình sẽ cho nó ra một tí. Đây các bạn. Mình đang tự quay một mình, không có ai giúp nên là nó khá là rung. Mình không cầm theo cái chân máy của mình ở đây, hơi bị rung một chút, anh em thông cảm nhé. Mặc dù hang rất đẹp nhưng mà hôm nay lên TV cho nên là xin phép phá cái hang của nó ra một tí. Ok, anh em đợi mình chút nhé, mình sẽ máy quay để mình tháo nó ra cho nó nhanh. Hơi bị khó khăn một chút. Đây đây, mình đã thấy nó rồi. Đó, đây con Brownie Key của chúng ta đây. Đó, nó là tất cả
6 con nhện ở trong cái phần quà giveaway đợt này. Đó, khi mà mình tặng quà cho anh em thì mình sẽ tặng luôn cả hộp nuôi kèm với mùng dừa luôn. Đấy, anh em mang về, anh em trúng thưởng mang về chỉ việc nuôi thôi. Đó, thì rất cảm ơn anh em đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua, và cũng hy vọng là anh em không chê phần quà này quá là cùi bắp mà tiếp tục ủng hộ mình. Mình sẽ tiếp tục ra video phục vụ anh em và sẽ có những cái vườn khác vui vẻ hơn với những cái những cái phần quà nó giá trị hơn về cái mặt kinh tế. Đó, anh em tiếp tục ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều, một lần nữa cảm ơn tất cả các anh em. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho anh em về những phần quà có trong vườn này. Đó không phải là những con nhện có giá trị cao về mặt tiền bạc hay là giá trị về mặt kinh tế cho lắm. Tuy nhiên đấy là món quà tấm lòng nho nhỏ mà mình muốn gửi tới anh em đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Nếu trong trường hợp anh em cảm thấy là món quà này nó quá bé nữa thì anh em cũng không cần tham gia. Mình chỉ để hướng tới những anh em nào mà thật sự ủng hộ mình và thật sự có niềm yêu thích với nhện mà không chê những con nhện giá rẻ là những con nhện kiểu cùi bắp hay gì đấy. Mình thì mình đánh giá nhện không phải vì là cái giá tiền của nó. Đối với mình thì con nhện nào cũng đẹp và mình khá trân trọng những anh em và có cùng suy nghĩ với mình. Mình không thích chơi theo kiểu là con gì cực đắt thì nó sẽ có giá trị, còn con nào mà rẻ rẻ tí thì thôi, không có giá trị gì cả. Cái đấy là mình không ủng hộ cái xu hướng đấy và bản thân mình không thích. Đó, thì mình đã cho anh em xem cái phần quà lần này và mình cũng hứa với anh em là nếu mà anh em tiếp tục ủng hộ mình thì mình sẽ làm thêm những event nhiều hơn nữa, và giá trị của những event sau thì không bao giờ thấp hơn giá trị của event trước. Cái đấy là cái điều mà mình hứa với anh em đang xem video và những anh em đã theo dõi kênh YouTube của mình. Thể lệ của cái event lần này thì mình sẽ công bố ở trên mình sẽ công bố ở trên cái page mình mới lập, cái fanpage của mình ở trên Facebook. Thì anh em nhớ theo dõi fanpage và làm đầy đủ bước để có thể có cơ hội nhận được món quà. Nếu mà anh em làm không đủ bước nhưng anh em may mắn trúng được món quà của cái event này thì mình cũng sẽ không chấp nhận cái kết quả đấy của anh em. Nên anh em lưu ý là làm đầy đủ theo các bước hướng dẫn. Mình sẽ hướng dẫn từ bước 1 đến bước cuối cùng thật chi tiết ở trên fanpage, và anh em chỉ cần làm đủ theo những cái bước đấy và chờ đợi xem mình có phải là người may mắn nhận quà hay không thôi. Đó, trời Hà Nội thì đang khá là nóng và mình toát hết cả mồ hôi rồi. Nhưng mà bởi vì không còn thời gian rảnh nữa cho nên là mình mới tranh thủ mình làm video này để gửi tới anh em. Một lần nữa thì mình xin cảm ơn anh em đã ủng hộ mình khi cái khoảng thời gian bắt đầu của mình để làm YouTube cũng như là làm về Exotic Pet. Và mình cũng hứa thêm là thời gian tới mình sẽ làm thêm nhiều chủ đề nữa cho anh em, giới thiệu thêm những loài mới, hay là không phải chỉ nhện mà sẽ là những cái loài Exotic Pet mới, và sẽ có thêm những cái nội dung mới hơn và hay hơn cho video, và video sẽ ngày một trau chuốt hơn. Một lần nữa xin cảm ơn anh em rất nhiều. Nếu anh em tiếp tục ủng hộ mình thì hãy ấn đăng ký kênh cùng với cả ấn chuông thông báo để nhận được những thông tin về video mới nhất. Cảm ơn anh em rất nhiều và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo.